những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngân nga, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có đứng làm thơ. Và trong không khí của buổi tổng kết và tri ân các thầy cô, em thay mặt lớp thông qua chương trình của buổi tổng kết như sau. Buổi lễ bao gồm: một, tuyên thầy giáo Phan Thanh Nam phó hiệu trưởng nhà trường, và cô giáo Hoàng Kim Phương, phó hiệu trưởng nhà trường. Để các bạn cho một tràng pháo tay. Và có sự góp mặt của bác Đỗ Mạnh Tuấn, hội trưởng hội phụ huynh, cùng các thầy cô giáo và các bậc cha mẹ của học sinh và 35 bạn học sinh có trong lớp. Đề nghị chúng ta nhìn để chúng mừng. Tiếp theo chương trình là buổi lễ trao quà tri ân cho các thầy cô giáo. Trao quà cho lãnh đạo nhà trường, xin mời thầy giáo Nguyễn Văn Đức, hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Phan Thanh Nam, phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Hoàng Kim Phương, phó hiệu trưởng nhà trường, và thầy giáo Nguyễn Mạnh Tùng, hiệu trưởng mới của nhà trường. Anh nghĩ các bạn cho một tràng pháo tay. Sau đây xin mời bác Đỗ Mạnh Tuấn lên trao quà cho các thầy cô giáo ạ. Xin mời thầy Nguyễn Văn Đức, nguyên hiệu trưởng nhà trường lên trao quà cho bác. Qua đi bao nhiêu buồn ngại, một thời hôn nhiên mơ mộng như
giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi, để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt rồi, tạm biệt. Mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào, tạm biệt rồi, tạm biệt. Tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi, mỗi người mỗi phương trời. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cánh phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học quân giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi, để tôi nhớ. Mình xin mời thầy Nguyễn Văn Đức, hiệu trưởng nhà trường, lên có đôi lời phát biểu với các lớp ạ. Các bạn nhìn thấy giống MC không? Rồi, xin kính chào các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh lớp 9C yêu quý. Năm học 2020-2021 là một năm học hết sức là thành công đối với thầy trò chúng ta. Thế và thầy giáo cũng rất muốn, các thầy cô giáo cũng rất muốn là dành một buổi tổng kết vinh danh những thành tích mà các em đã đạt được trong năm học. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, các thầy cô giáo cũng phải lùi mãi lịch và đến hôm nay mùng 1 tháng 9 mới tổ chức được cuộc này. Đây là một cái năm học hết sức đặc biệt. Năm học mà chia tay các em học sinh lớp 9 khi mà các em đang chuẩn bị bước vào năm học mới, năm học 2021-2022. Năm học này thì có một cái đặc biệt với cá nhân thầy nữa là về dự cái buổi chia tay các em hôm nay với cương vị là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Hương Nội và là nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Công Bích. Thế và các em cũng đặc biệt hiện nay đang là học sinh của trường trung học phổ thông Tam Nông, học sinh của trường chuyên Hùng Vương và đặc biệt nữa là có một số bạn là học sinh của trường chuyên khoa học tự nhiên, trường sư phạm, trường chuyên ngoại ngữ Hà Nội. Đấy, đây là một cái điều hết sức đặc biệt. Thế và cô giáo chủ nhiệm cũng vậy, cô Liên cũng đang đương chủ nhiệm một lớp của nhà trường năm học 2021-2022. Thế có lẽ cái điều đặc biệt này nó sẽ cho thầy trò chúng ta có một cái kỷ niệm mà sẽ không bao giờ quên được, đúng không? Thay mặt cho các thầy cô giáo nhà trường, thầy xin chúc mừng những thành tích mà các em đã đạt được trong suốt 4 năm học qua và đặc biệt là kết quả các em đạt được trong năm học lớp 9, năm học 2020, năm học 2021. Những thành tích của các em đã được ghi danh vào thành tích chung của nhà trường và được lưu giữ trong phòng truyền thống của nhà trường sẽ mãi mãi không bao giờ phai. Cảm ơn sự cố gắng của các em trong suốt 4 năm qua. Các em đã nỗ lực, cố gắng học tập để có những thành tích đó. Và thành tích đó là thành tích của nhà trường, thành tích của các thầy cô giáo và của gia đình các em và của cá nhân các em. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh trong suốt 4 năm qua đã đồng hành cùng với các thầy cô giáo, đồng hành cùng với các em để có được cái kết quả như ngày hôm nay. Đặc biệt là cá nhân của ông Đỗ Mạnh Tuấn trong 4 năm qua là người thay mặt cho các bậc cha mẹ học sinh của nhà trường trong năm học vừa qua, thay mặt cho các bậc cha mẹ học sinh của lớp 9 luôn luôn đồng hành cùng với nhà trường, hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp cùng với nhà trường để làm tốt cái công tác dạy dỗ đối với các em học sinh. Trong 4 năm học mà các em học tại trường, có thể có những điều mà các thầy cô giáo chưa làm được cho các em, mong muốn như chưa làm được cho các em. Và có thể có những điều mà các thầy cô giáo làm cho các em chưa hài lòng, chưa thực sự là vui vẻ, có thể làm cho các em buồn.
Nhưng tất cả những cái điều đó thì các thầy cô giáo cũng chỉ mong muốn làm thế nào để cho các em tiến bộ, cho các em trưởng thành. Những điều mà làm cho các em chưa hài lòng thì các thầy cô giáo và cá nhân thầy xin được xin lỗi các em. Xin lỗi các em vì những điều đó. Thế và thầy cũng rất tin tưởng và hy vọng các em sẽ có những cái thành công hơn nữa, thành công tốt hơn nữa ở các cái chặng đường học tập tiếp theo. Và bước tiếp theo là các em sẽ bước vào cái giai đoạn hết sức quan trọng để các em xác định cho mình một cái nghề trong tương lai, đó là 3 năm học ở trung học phổ thông. Thì thầy giáo cũng mong muốn là với cái vinh dự là học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, các em sẽ khẳng định mình ở các cái môi trường học tập tiếp theo của các em. Đó là cái điều mà các thầy cô giáo cũng hết sức là mong muốn và hy vọng. Những kết quả của các em đạt được ở các cái cấp học tiếp theo cũng là làm vinh danh cho nhà trường. Thầy cô giáo cũng hết sức là tự hào về điều đó và thầy tin tưởng là các em sẽ đạt được kết quả tốt ở trong các cái bậc học tiếp theo. Cuối cùng thì xin được cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn các bậc phụ huynh, cảm ơn các em học sinh lớp 9C cùng với các em học sinh của hai lớp 9 của nhà trường đã tổ chức một cái buổi liên hoan chia tay đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Chúc các thầy cô giáo trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích luôn luôn mạnh khỏe và tiếp tục cái chặng đường của mình để dìu dắt nhiều thế hệ học sinh của nhà trường phát triển hơn nữa. Chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe và tiếp tục đồng hành cùng với con cái ở các bậc học tiếp theo. Và chúc buổi lễ chia tay tri ân ra trường của các em học sinh lớp 9C vui vẻ và thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Do thầy giáo cũng bận chút việc cá nhân nên là không dự đến buổi đến cái phần cuối cùng của lớp, thì cũng xin lỗi các em, xin lỗi các thầy cô giáo và chúc các thầy cô giáo cùng các em, các bậc phụ huynh dự buổi liên hoan chia tay với các em vui vẻ. Tiếp theo chương trình là phần thưởng của Ủy ban Nhân dân huyện. Một giải thưởng quốc gia gồm có 3 bạn Mai Linh, Dũng, Thành đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Sau đây xin nè, làm cái gì mà nhìn người mất hồn vậy? Mới đó mình tốt nghiệp năm rồi đó. Tươi nét mặt lên đi. Nhanh quá không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trốn học vài hôm. Sáng ra cứ xem phim ta cả xa. Cả lớp ơi, và sẽ hận hờ. Sao hôm nay ta cách xa rồi. Đến bao giờ được thêm một lần chờ nhau thông dòng trên chiếc xe đàn. Ngày cùng nhau đắng bóng chiếc giây phút chúng ta chia xa. Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Để đừng quên trời.